Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món nước ép cà rốt. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây thì gồm có 2 quả cà rốt, 2 quả cam và 1 chút đường. Ngoài ra thì chúng ta không thể thiếu đó là một chiếc máy ép. Nếu mà các bạn không có máy ép thì mình có thể sử dụng máy xay sinh tố các bạn nhé. Bây giờ thì mình bắt đầu sơ chế nguyên liệu nhé. Đối với cà rốt này thì mình sẽ lạo bỏ cái phần vỏ đi nhé. Rồi sau đó các bạn sẽ cắt thành từng khúc nhỏ đấy. Còn đối với cam này thì các bạn sẽ cắt đôi và mình ép lướt nhé. Các bạn bỏ cái phần hạt này đi nhé. Và phần nước ở đây thì tí nữa mình sẽ lấy trộn cùng với nước cà rốt. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ép nước cà rốt nhé. Các bạn sẽ cho là nửa phần cà rốt vào. Cùng với đó quá trình vừa cho thì mình cho thêm nước rồi các bạn nhé. Đây là cái phần báo của cà rốt các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ lấy cái phần nước của nó ra nhé. Wow, cái cà rốt rất là ngon, rất là đỏ. Thôi đóng lại luôn. Đây là phần nước của cà rốt các bạn nhé. Sau khi các bạn ép cà rốt xong thì mình cho vào để hòa cùng với cam các bạn nhé. Mình sẽ cho cam vào cùng với cà rốt các bạn nhé. Bạn sẽ cho đường tùy chỉnh với cả cái khẩu vị của gia đình nhà mình ăn ngọt hay không nhé. Đây là ly nước ép cà rốt của mình sau khi ép xong các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé.